Vâng, chào mừng toàn thể các bác và toàn thể quý anh em đã quay trở lại với kênh của Khang Minh TBL, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh pro mỹ bãi hàng tuyển chọn. Và ở video ngày hôm nay, chủ nhật ngày 15 tháng 12, Khang Minh xin được loát qua list hàng sắp tới mà Khang Minh chuẩn bị cập bến. Và vẫn như thường lệ, đó là những sản phẩm âm thanh mỹ bãi đồ tuyển chọn của Khang Minh mà Khang Minh thường xuyên cập nhật về shop để Khang Minh cung cấp cho các bác và quý anh em trên mọi miền Tổ quốc. Đầu tiên là những cặp loa JBL ở phân khúc tầm trung, những chiếc cục đời Crown. Nhưng mà Khang Minh sẽ nói đến JBL trước các bác nhé. Model MG935, Khang Minh về được một cặp rất xuất sắc. Tiếp tục nữa, model 4722A. Vừa rồi các bác biết đến model 4722X trên shop của Khang Minh, thì tới đây các bác sẽ biết đến model 4722A này. Một trong những cặp loa full đơn bát 30 rất hiếm của JBL. Tiếp tục nữa là cặp 4 số monitor 4704A. Đây cũng là một cặp loa rất hiếm của JBL, các bác sẽ biết đến khi nó cập bến. Khang Minh sẽ giới thiệu từng model một. Và tiếp tục nữa là cặp TR225. Khang Minh về thêm một cặp ở model này. Đây là một model rất hay trong tầm tiền. Một cặp loa JBL full đôi bát 40, một chép kèn. Vừa rồi Khang Minh có về được một cặp và đã cung cấp đi. Các bác có thể xem lại video Khang Minh giới thiệu về model đó. Video test âm, test mic. Đó chính là TR225. Rất hay và rất đáng sở hữu trong tầm tiền đầu tư các bác nha. Và một con súp điện Banadin mã 2002, một con duy nhất. Và súp điện Banadin thì nói đến thì các bác đều nắm được rồi. Nó rất là nổi tiếng và rất được rất nhiều quý anh em lựa chọn ở cái phân khúc gia đình. Bởi vì cái công suất nó đánh ra, cái hiệu suất nó cho ra cái tiếng súp cực kỳ uy lực. Đó là Banadin. Ví dụ như model 1002 hoặc là 2002 thì Khang Minh chỉ về được một chiếc duy nhất 2002 thôi. Và tiếp theo là những chiếc cục đẩy Crown 3600, 2400, gần 10 con các bác nha. Và đều là hàng đời đầu, đẹp, hiếm có luôn. Trong những ngày tới khi nó cập bến, Khang Minh sẽ giới thiệu một loạt đẩy này. Và model 1002, 5000, 5002 thì Khang Minh JBL vẫn còn những con trên shop. Nó cực kỳ xuất sắc và đều là hàng đời đầu các bác nhá. Chạy toàn bộ là tụ vương miện, sò vương miện và đẹp một cách hiếm có luôn. Các bác có thể xem lại những video Khang Minh giới thiệu. Hoặc là các bác quan tâm đến những con cục đẩy hàng dòng này, các bác liên hệ cho Khang Minh để được tư vấn và hỗ trợ. Và thời gian tới, Khang Minh sẽ làm một số video về những cặp loa full đôi, những cặp loa cao cấp của JBL. Bởi vì trong thời gian vừa qua Khang Minh làm khá nhiều về những dòng tầm trung, phân khúc tầm trung. Cũng có một số các bác là có ý kiến với Khang Minh là thỉnh thoảng làm về những video giới thiệu về những cặp loa mà Khang Minh JBL đang có. Ví dụ như những cặp loa full đôi, những cặp loa cao cấp 4733A, 725, 4733X. Khang Minh có mỗi model vài cặp và là hàng cực kỳ đẹp các bác nhé. Các bác có thể xem lại những video đó giúp Khang Minh hoặc là liên hệ với Khang Minh để Khang Minh tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất. Cũng như hình ảnh hay là mọi vấn đề chi tiết về những cặp loa full đôi, những cặp loa cao cấp đó. Tới đây Khang Minh sẽ làm những video về những cặp loa cao cấp này. Và vấn đề về kênh YouTube, phía bên phải Khang Minh JBL Pro, đây chính là kênh phụ của Khang Minh. Các bác vui lòng tìm đến kênh phụ và đăng ký giúp Khang Minh cái kênh phụ. Đây là kênh số 2 của Khang Minh. Và kênh chính là tên Khang Minh JBL thì Khang Minh vẫn hoạt động bình thường. Khang Minh đề phòng trường hợp cái kênh chính kia một ngày nào đó nó sẽ bị sập kênh. Vấn đề mà Khang Minh lo lắng đó chính là bản quyền về nhạc. Các bác biết đến các kênh hoặc là mọi vấn đề về âm thanh mỹ bãi, chúng ta sử dụng nhạc và post lên, up lên YouTube thì mọi nguồn nhạc đó đều là có bản quyền. Do vậy những bản nhạc Khang Minh test hoặc là Khang Minh nghêu ngao, Khang Minh thường nói là không thể hát hết một bài hát, không thể sử dụng hết
một bài hát hoặc là những ca khúc hay là những bản nhạc sống hay bất cứ những bản nhạc gì trên YouTube một cách tự do. Bởi vì nếu như sử dụng một cách tự do thoải mái, vi phạm bản quyền, họ có thể đánh sập kênh của mình bất cứ lúc nào. Đây là vấn đề mà Khang Minh lo lắng về vấn đề mua bán hay là sử dụng những bản nhạc để làm cái công việc cho mình, đó chính là âm thanh bị bãi. Do vậy Khang Minh mới lập lên một kênh số 2 đề phòng trường hợp kênh số 1 của Khang Minh bị sập. Các bác có thể tìm đến được ngay với kênh của Khang Minh JBL, đó là kênh Khang Minh JBL Pro. Các bác vui lòng đăng ký giúp Khang Minh cái kênh này. Còn ngoài ra những trường hợp khác sập kênh do vấn đề về thị trường hoặc là vấn đề cộng đồng khiếu nại vấn đề này kia, Khang Minh hoàn toàn không lo lắng vấn đề đó. Bởi vì Khang Minh bán hàng xịn, bán hàng đẳng cấp, thì Khang Minh không ngại bất cứ một vấn đề gì về vấn đề lên án hay này nọ. Bởi vì Khang Minh là hàng xịn các bác nhá. Do vậy không bao giờ, chưa có một trường hợp nào là lên án về Khang Minh, chỉ có những lời khen thôi các bác ạ. Qua video này Khang Minh xin được thông báo qua mấy vấn đề list hàng sắp tới và vấn đề về YouTube. Các bác và quý anh em tin tưởng và ủng hộ, vui lòng đăng ký kênh của Khang Minh, kênh số 1 cũng như kênh số 2, hoặc là chia sẻ cho anh em người nhà bạn bè biết một kênh mua sắm những thiết bị âm thanh mỹ bãi, đồ chất lượng, hàng tuyển chọn uy tín, đảm bảo nguyên zin và bảo đảm cho các bác mọi vấn đề. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau. Chúc các bác một ngày Chủ nhật vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác nha.